Dạ, xin gửi đến ca khúc đầu tiên đến cho mọi người, viết về nội dung rất là đặc biệt ạ, là viết về kẻ phản diện. Thì khi mà mình nói về kẻ phản diện thì chắc là trong đầu mọi người dưới này ai cũng hiện lên một cái hình ảnh là một người rất là độc ác. Họ có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của họ. Nhưng mà có bao giờ mọi người suy nghĩ là thật sự là trong thâm tâm họ nghĩ gì và tại sao họ làm được điều đó không ạ? Tất cả sẽ được trả lời trong ca khúc Hình hài và mọi người cùng lắng nghe ạ. Thầm biết chắc là em cố chấp nhìn đời với nước mắt đáng em từng tròn rau. Có những lần ngày ngùng giấu đi linh hồn thơ ngây ngày nào trong em, trong em, trong em những lần đau, lần mà thế giới này chỉ có mình em. Ai hay có chăng là vì số kiếp, là vì quá khứ, là vì những nỗi đau em từng mang. Chưa nhiều điều chẳng nói thành lời. Em ngồi khó thoát khỏi
Bye.
đèn đường đã dần mờ đêm tối, có mong ai đã ở đây từ lâu, giọt hạnh phúc đã dần lặng trên bờ mi mâu khơi. Dù mặt sông anh theo phương trời nào vẫn nhớ đường về nơi ta bước đi ban đầu, bất chấp đau thương ngày còn dài đêm vui buồn, để lại được đứng bên cạnh nhau sẽ là phút huy hoàng. Phim đang cuồng trong tay, đèn đường đã